Cảm ơn quý vị để tiếp tục ngay với cái câu chuyện đang rất là nóng bỏng. Thưa Vâng, vậy thì trở lại với cái câu mà ăn cháo lá đa, ăn cháo thí đó, lại có một cái câu nghe nó có vẻ là đối nghịch hẳn, phản nghĩa hẳn, là ăn chẳng cầu no, quân tử ăn chẳng cầu no. Rồi tại sao lại có trường hợp như vậy, thưa thầy? Đúng rồi, quân tử là cái người mà gọi là dạy cho người ta nhân lễ, nhân lễ nghĩa trí tín rồi chứ, phải không? Dạ. Thì đâu cần thì phải ăn. Thì hít thở là đủ rồi. Mà cụ ngày xưa bảo là có thực mới vực được đạo. Dạ, giờ đúng mà muốn đi giáo giảng thì thực, là mình phải có ăn chứ. Dạ, thực thì thực thực ít ít thôi. Chứ còn thực nhiều quá rồi nó béo, nó cholesterol đủ thứ rồi thì nó. Thưa quý vị, thật ra thì người quân tử ăn cẳng cầu no không có nghĩa là ăn thiếu để rồi bị ốm bị o, nhưng mà đây có nghĩa là khi mà quý vị nghĩ đến cái chuyện khác, quý vị không đặt nặng cái vấn đề ăn uống đó, thì ăn chi cũng được. Thế cái này tôi cũng xin nói dốc chút xíu nữa, và cũng xin khoe quý vị lần nữa, và là tôi là người hồi nãy tôi nói gì, tôi là người số một, tôi không thích cái gì kia, phải không? Là tôi ăn chay á, thưa quý vị đó, vợ cho chi ăn đấy, không biết ngon không biết dở, và ăn đủ cái số lượng mình ăn mỗi ngày. Do đó tôi giữ cái cân lượng của tôi là 140 pound vừa mười mấy năm nay vậy. Cái chữ đó, cái người phụ tử ăn chẳng còn no, theo tôi là mang cái tính chất đó, chứ tức là gặp chi ăn nấy, cho chi ăn nấy, vợ cho chi ăn nấy, bởi vì là thầy là người quân tử. Tôi không dám nói tôi là quân tử, tôi không dám nói quân tử, nhưng mà tôi rõ ràng cái người quân tử không có chuộng cái việc ăn uống lắm. Yeah. Đó, đại khái vì sao bữa nay không có canh, bữa nay không có cá, trên này không có đồ kho, hoặc này không có này kia, không có đòi hỏi lắm như vậy. Yeah. Thành ra người quân tử ăn chẳng còn no. Ba ngày bữa bữa bụng, nghĩa là bố bụng rau bình bịch như kiểu Nguyễn Công Trứ nói, tức là ăn chìm được đó, đại khái. Yeah. Vậy có nghĩa là tạm chia xã hội ra làm hai loại người, một loại người là quân tử ăn chẳng cầu no, nhưng mà có một loại khác, thay vì ăn để sống thì đây là mình là sống để ăn. Dạ. Đó là loại thứ hai. Dạ vâng. Vâng, trong cái ca dao tục ngữ, thành ngữ của Việt Nam nó rất là phong phú. Riêng một chữ ăn thôi là đã có mấy trăm câu mà có chữ ăn trong đó. Thì bây giờ cái câu kế tiếp để hỏi thử cái Lui nghĩ như thế nào. Thế cái câu mà ông ăn chả, bà ăn nem, thì theo Lui nghĩ nó như thế nào? Hai món đều ngon hết mà tại sao nó lại có ở trong cái câu tục ngữ của Việt Nam mình? Theo Lui nghĩ thì ông ăn chả, bà ăn nem, không chị? Đúng rồi, ông ăn chả, bà ăn nem. Thì nem với chả đó thì là cũng là điều ngon. Có người thích nem hơn, có người thích chả hơn. Nhưng mà cái này là họ chỉ dùng cái nem với chả để nói Lui nghĩ cái nghĩa bóng đó, là nói là giống như là cái nếu mà người đàn ông mà họ ăn vụng trộm về, theo Lui nghĩ về tình, có cái tình ý đó, vụng trộm bên ngoài đó, thì cũng có thể là cái người đàn bà cũng có khi họ không biết, nhưng mà có lúc họ cũng cùng lúc là hai người đều có cái outside affair. Không biết có phải đúng không chị? Nghĩa là bên tám lạng đặt nửa cân, một người thì ăn trộm, một người thì ăn cướp, không ai thua ai, không ai thua ai hết. Nói như vậy có đúng không thưa thầy? Ông ăn chả, bà ăn nem, cả hai món đều ngon hết. Nếu mà nói nghĩa đen, nghĩa là ông ăn món ngon, bà cũng ăn món ngon, đó là nghĩa đen. Ông ăn chả, bà ăn nem, tôi thấy nói cái này hơi ngược cả nhà. Ông ăn nem, bà ăn chả đúng hơn. Ông vậy à? Bởi vì không phải, bởi vì với tôi á, mà ăn nem là phải có bia hoặc rượu đi theo. Ông mà ăn chả thì chả có nhậu được không hả? Không biết, lâu lắm rồi. Dạ. Mấy chục năm rồi không nhậu, thành không biết.
Nhưng mà rõ ràng ông quan trọng ý muốn nói là tit for tat, anh làm được tôi làm được, anh vụng trộm với người khác thì tôi cũng vụng trộm được, vậy thì sao cấm nhau được, bởi vì đâu có việc chồng chúa vợ tôi mà ly hôn mà không có ly dị. Đó, thành ra quý vị thấy cái bình đẳng về về gọi là về hôn nhân. Và nếu cái người chồng bất chính hay đi tằng tiệu với người khác thì người vợ họ có quyền làm những cái chuyện bất chính như vậy thì không ai trách ai được hết. Ý muốn nói ông anh chả bạn anh em tình như vậy. Nhưng mà trong cái luật về về của luật Hồng Đức của thời Lê Thánh Tôn đó, thì quý vị cho người đàn bà có 11 quyền. Thành ra ví dụ như là người đàn bà thấy người chồng mình thứ nhất không chịu chăm sóc gia đình, không chịu, không có lòng chung thủy, không có sự gọi là thương yêu thật sự, thì người có quyền làm đơn để mà ly dị chồng. Ly dị nha, không dùng ly hôn nha. Người bây giờ đổi thành chữ ly hôn là vì sao quý vị biết? Bởi vì chữ hôn đó là đàn gái, ly hôn tức là bỏ đàn gái, tức là chồng bỏ vợ được mà vợ không bỏ chồng được, cái nghĩa của chữ ly hôn là vậy. Do đó xin tôi năn nỉ quý vị phải sử dụng lại chữ ly dị. Ly là tách rời ra, dị là mỗi người đi mỗi đường, không ai làm phiền ai nữa, gọi là dị. Thành cái nghĩa của nó rõ ràng như vậy, đừng có thế chữ ly dị bằng chữ ly hôn, làm cho buồn lòng mấy bà, mấy ông được quyền bỏ tôi, sao tôi không có quyền bỏ ông. Và nếu mà ông ăn chả, ông uống bất hoài sơ thì cũng ăn chả, ăn nem, uống Heineken. Đó, thưa, thưa thầy, nếu mà nói với cái tâm hồn ăn uống mà bây giờ Thanh Giang xin méo mó một chút xíu nữa, bảo rằng là cái câu này nó nguyên gốc từ miền Bắc, chả với nem. Ở trong Nam đó thì mình gọi là chả giò, nhưng mà nếu mà ở ngoài Bắc á, thì mình dùng là nem rán. Thì Thanh Giang không biết là bởi vì cái câu này đó, theo Thanh Giang được biết là nó xuất phát từ miền Bắc, ông ăn chả bà ăn nem, cho nên là không biết là họ có muốn nói đến cái sự cũng tương đương, chả đây là chả giò ở trong miền Nam, rồi còn nem là nem rán, nó cũng là một loại chả giò ở miền Bắc, chỉ một cái cách gói nó khác thôi. Thanh Giang nhớ mẹ Thanh Giang vẫn cứ bảo rằng là cái nem á thì thường là nó nhỏ hơn là cái chả giò. Và cái thứ hai nữa đó, nem rán ở ngoài Bắc đó là nó dẹp, có nơi thì họ làm thành hình vuông mà có nơi thì họ làm bằng thành hình chữ nhật, nhưng mà nói chung về cái hình dáng đó thì cái nem nó nhỏ hơn là cái chả giò và cái nem á là nó dẹp. Thì nếu cái câu ông ăn chả, bà ăn nem mà thực sự phát xuất từ miền Bắc thì biết đâu đó là người ta đang không có nói đến chả mà chả phượng và nem công, mà họ chỉ có nói đến cũng cùng một cái sự việc đó, nếu ông vụng trộm thì tôi cũng vụng trộm được, thì hai cái việc đó nó mới tương đương nhau. Thì Thanh Giang nghĩ là như thế. Thầy có nói gì hơn nữa không ạ? Dạ thưa không, như vậy là quá đủ rồi thưa cô. Chỉ cái nghĩa của hắn tức là mày anh ông làm được tôi làm được, đừng có trách gì nhau hết. À, tốt là nhất là vậy thôi. Thành ra cái điều quan trọng nhất là vợ chồng là phải chung thủy, và vợ chồng muốn cho happy wife happy life ấy, thì tôi gọi tôi là nông dân chữ đồng tử, còn vợ tôi là công chúa. Công chúa bảo chi nông dân nghe vậy. À, thành ra cái đó làm cho cái gia đình hạnh phúc. Thầy có đang ăn bóng nói gió không ạ? Dạ không có ăn bóng nói gió, tôi là thì là ăn cái là có sao nói vậy người ơi, chứ không có ăn bóng nói gió thôi. Dạ không không dạ. Không. Dạ. À, thế Lui có câu ca dao tục ngữ nào muốn chia sẻ không? À, Lui để Lui hỏi chị, tại nãy giờ chị hỏi những cái câu mà Lui không có biết nhiều tới, thì bây giờ Lui hỏi chị một cái câu mà Lui thường người ta nghe nói là ăn cây nào rào cây nấy. Thì thưa chị, cái theo chị thì cái nghĩa đó nó có nghĩa là gì ạ? Nghĩa đen thì rất là dễ, thành thử giờ để Thanh Giang nói theo cái nghĩa đen đi, rồi mình phải hỏi thầy theo cái nghĩa bóng nó như thế nào. Là
Có lẽ là phải đi trở ngược lịch sử thời xa xưa, khi mà cái vấn đề ăn uống nó không có phân định bằng cái ranh giới là mỗi người có một nhà để ở, mà có khi là mình sống trong một cái bộ lạc với nhau, cái ranh giới nó không có một cách rõ ràng, có thể ở ngay ở ngoài thiên nhiên, đất trời mình cứ chia ra từng khu vực như vậy. Thì bây giờ mình ở chỗ nào, mình sẽ phải giữ nó, bảo vệ cái khu vực đó như là của mình. Thì bây giờ bất cứ những cái tài sản gì ở trong cái vòng đai đó mà nó không có được rõ ràng như là mấy cái vách của cái căn nhà, thì là mình sẽ phải bảo vệ nó. Cái đó là cái nghĩa đen. Thế giờ nghĩa bóng nó là cái gì thưa thầy? Dạ thưa, ăn cái nào rào cái nấy chứ không ăn trộn vốn hái sao. Thành ra tôi thấy cái đó mình phải giữ gìn, bởi vì mình ăn không phải ăn có một mùa, mình ăn nhiều mùa, năm này qua năm khác phải chăm bón nó, và mình phải tôn trọng nó, phải quý nó để làm sao hay được. Thì cái đó nó về nghĩa bóng thì mà có thể nói là ví dụ như mình phục vụ cho một người nào thì mình phải có lòng trung thành với người đó, và mình làm cái việc gì mình phải giữ cái chữ tín, làm việc gì cũng phải giữ cái niềm tin của những người xung quanh. Thì nghĩa đen là mình rào cái cây, nghĩa bóng là mình phải bảo vệ những cái gì mình được hưởng là đúng nhất. Cảm ơn thầy đã giảng cái nghĩa bóng đó. Xin quý vị vui lòng đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại ngay và hỏi Louis coi Louis nghĩ như thế nào về câu đó.